các thắng hạnh ấy là sáu pháp ba la mật đa và khiến cho bồ tát nhàm chán xa lìa trí nhất thiết trí đó là quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề ác ma chỉ dạy siêng tu bốn niệm trụ vân vân khiến cho họ mau chứng quả bồ đề của nhị thừa nhàm chán xa lìa sự mong cầu quả vô thượng thừa lại có ác ma giả dạng như cha mẹ đến gặp bồ tát bảo con ơi con phải tinh cần cầu chứng quả dự lưu nhất lai bất hoàn a la hán đủ để chấm dứt khổ lớn sanh tử chứ cần gì đến quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề nếu cầu quả bồ đề con phải trải qua vô lượng vô số đại kiếp luân hồi sanh tử để giáo hóa hữu tình xả bỏ thân mạng cắt bỏ tay chân tự chuốc lấy khổ nhọc ai biết ơn con dù quả bồ đề mà con cầu được hay không được lại có ác ma giả dạng bí xô đến gặp bồ tát dùng có sở đắc làm phương tiện nói sắc cho đến thức có tướng vô thường tướng khổ tướng vô ngã tướng bất tịnh tướng không tướng vô tướng tướng vô nguyện tướng vắng lặng tướng xa lìa là chân thật có thể nắm bắt nói nhãn cho đến ý có tướng vô thường cho đến tướng xa lìa là chân thật có thể nắm bắt nói sắc cho đến pháp có tướng vô thường cho đến tướng xa lìa là chân thật có thể nắm bắt nói nhãn thức cho đến ý thức có tướng vô thường cho đến tướng xa lìa là chân thật có thể nắm bắt nói nhãn xúc cho đến ý xúc có tướng vô thường cho đến tướng xa lìa là chân thật có thể nắm bắt nói các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra có tướng vô thường cho đến tướng xa lìa là chân thật có thể nắm bắt dùng có sở đắc làm phương tiện mà nói về bốn niệm trụ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng là chân thật có thể nắm bắt khiến cho Bồ Tát tu học nếu chẳng vì nói những việc như thế khiến cho Bồ Tát giác ngộ thì phải biết đây là bạn ác của Bồ Tát này thiện hiện khi các Đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa nếu bị ác ma dẫn dắt thì nghe thuyết bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, tâm họ sẽ e ngại, kinh sợ. Thế nên khi tu hành bát nhã ba la mật đa, đối với bạn ác, Bồ Tát nên xét kỹ, phương tiện tránh xa, chờ có gần gũi, mà thối mất tâm Bồ Đề, bỏ mất các hạnh của Đại Bồ Tát, và không chứng được quả vị vô thượng tránh đẳng Bồ Đề. Hết quyển thứ 485